Mày nói mày làm PR cho con Tiên, mày lo cho nó đi thi. Mày bắt, mày dụ nó ký tên vô. Mọi người có biết không? Nó quỷ ma đến mức độ vậy nè. Nó kêu con Tiên đi thi để nó lo tiền PR, tiền quần áo, tiền này nọ các kiểu. Rồi nó có đưa tiền đâu? Nó bắt con nhỏ mới có mười mấy tuổi ký vô cái tờ giấy mượn nợ nó, rồi sau đó nó không lo cho con nhỏ. Nó lo ba chớp ba nhán, ba chớp ba nhán, rồi sau đó nó đè nhỏ ra nó đòi tiền tỷ. Mọi người coi coi, nó mắc dại vậy đó. Mày nghĩ con Tiên á là cha mẹ nó ly hôn này nọ các kiểu, rồi bắt đầu là mày tưởng đâu là mày 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 đè được người ta, con đứa con nít như vậy mày mày đè nó ra. Mày hả, mày gài nó, mày quay clip lại. Mày định hại cả cuộc đời người ta. Tại sao vậy hả Trang? Tại sao tới ngày hôm nay mà mày vẫn còn độc ác như vậy? Mày có mấy đứa con mà mày vẫn còn độc ác với người ta như vậy? Mày định hại cả cuộc đời người ta, mà trong khi đứa em của mày đó, đứa em của mày ấy bị bỏ mà đến mức độ mà người ta muốn thấy điều, người ta muốn lấy cái cây chổi chà, người ta quét nó ra khỏi nhà. Bên chồng nó bị muốn thấy điều, muốn lấy cây chổi chà quét ra khỏi nhà vậy đó. Phải chi em mình á hạnh phúc, em mình á là thành đạt, mình lên mình chê trách người ta không nói. Em mình như cái nồi dẻ rách, như cái đống rác, như cái đống cứt, mà lên chê trách người ta, mà lên hại người ta. Mày hại người ta, người ta có được gì không hả Trang? Mày càng hại nó thì nó càng đăng quang á. Rồi mày tức, hai chị em mày đang tức lồng lộn lên đúng không? Con Tiên nó hiền chứ, con Tiên nó mà gia đình gì cháu gì tao, con tao không phải con đâu, cháu thôi, bà con gì tao dính với sợi lông thôi, là tao đi tận lên tới nhà mày đó, tao đè mày ra, tao tao vặt lông mà vặt sống đó, tao nhổ răng mày á, mà tao nhổ không cần cho mày thuốc tê, tao nhổ sống mày luôn đó Trang. Chứ mày đừng có giỡn mặt, mày cứ đè nhỏ ra mày ăn hiếp hoài đi. Giỡn mặt với tao hả? Sao chị em mày á, nghe nãy giờ vảnh cái lỗ tai trâu nghe tao nói nha, tao nói thẳng vô mặt đó, tao không cà khịa như mày đâu, mày lên mày cà khịa.